gì rồi? Ui ui ui, bữa nay mình lại gần con Wither Storm, mình còn bị dính cái hiệu ứng gì mà đen thui nữa các bạn ạ. Ê, nó nhìn mình. Ui, nó hút mình ơi. Con. Ui, nó dí, nó dí, nó dí. Hình như sau cái đợt này là nó sẽ bắt đầu kiểu như lộ đêm miếu á các bạn. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn Wither Storm. Ở tập trước thì chúng ta đã tẩu thoát một phen rất là hú vía trước cái con Wither Storm nó săn đuổi ha. Và ngoài ra thì mình cũng đã đánh bại đệ của nó thêm một lần nữa. Thế nhưng bây giờ nó đã kích hoạt một cái năng lực mới các bạn ơi. Đấy chính là mỗi khi mình đi tới đâu quá xa, nó sẽ lập tức nó dịch chuyển ngay tại cái vị trí mà mình đi tới luôn. Làm mình suýt nữa là phải bỏ mạng ở tập trước mấy lần luôn rồi. Thế nên là hôm nay chắc là chúng ta phải tranh thủ đi tìm cái gọi là Redstone Hut sớm sớm các bạn ơi. Mình đã có gần như là đủ những thứ để chúng ta có thể đi tìm nó rồi. Bây giờ chắc mình sẽ chế tạo ha. Và trước khi chế tạo thì bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Game Pass cũng như là Blockfruit á, thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video ấy. Để coi coi sao này đời đúng không. Mình sẽ chế tạo nó thành cái được gọi là Redstone Locator. Cái này thì mình sẽ cần thêm một cái mắt của Ender nữa. Đây, mình sẽ làm luôn. Ốp. Ui. Mình không còn ngọc Ender. Oh no. Toan rồi các bạn ơi. Mình không còn bất kỳ một cái ngọc Ender nào hết. No. Phải làm sao bây giờ? Ôi, cái cổng này thì mình lấy được đi. Ây da. Thôi được rồi. Ở đây thì là dùng Savanna hết ta. Cái dùng này thì cũng hay xuất hiện Enderman các bạn. Mình sẽ thử đi vài vòng trước khi mà con Wither Storm nó mò qua đây ha. Coi coi có gặp được Enderman không. Ví dụ mà gặp thì mình có thể kiểu như săn luôn. Mình có kiếm nhặt á. Cho nên mình nghĩ cái việc săn ngọc Ender á chắc cũng không quá khó đâu. À vô men. À à à. Lụm đất hả. Ui ui trời 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 trời. Ui ui. Enderman nóng tính. Lượm cục đất mình quýnh con cái thôi. Mà làm gì thấy ghê vậy. Rồi rồi. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Tôi cho anh Việt Nam thôi. Cho anh Việt Nam mà. Đưa. Đưa cái ngọc ra đây. Ý. Đấy rồi. Ba ngọc luôn. Quá đã. Vậy thì chân trời gì nữa. Làm liền. Một cái mắt của Ender. Ủa. Sao làm được ta. What. Hả. À, mình còn phải có cái Tainted Dust nữa cơ. À da, bây giờ công thức của mắt của Ender khá là khó làm ha. Mà không sao, Tainted Dust mình có. Rồi, mình còn thiếu gì ta? Một khối Redstone thì phải. Làm luôn ha. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta đã có thể bấm được công thức của Redstone Locator. Ok, lấy nó ra. Cái con này, đi chỗ khác. Trời trời trời. Có con zombie thôi mà nó đánh mình đâu vậy? Và mình chế tạo cái này á các bạn, nó không có tốn cái sao nether luôn. Tuyệt vời thiệt chứ. Tiết kiệm được một cái sao nether luôn ha. Rồi, và cái Redstone Locator này thì nó có công dụng tương tự với mắt của Ender. Tuy nhiên thì nó sẽ đi tìm một cái công trình đặc biệt khác các bạn ơi. Ui, nó bay qua đây nè. Và nó rớt xuống. Ok, không bể là được. Rồi, giờ thì cứ đi một đoạn rồi chúng ta sẽ phóng ha. Nhưng mà trước khi đi tới công trình này thì mình mong là chúng ta sẽ gặp được một cái ngôi làng. Bởi vì mình đang rất là cần một cái bác dân làng bán sách sửa chữa để mình có thể sửa lại bộ giáp netherite của mình nè. Nó hư quá trời quá đất rồi. Mà bể bộ giáp này thì chắc mình sẽ không sống sót trước những cái đợt càn quét của con Wither Storm đâu. Ai rất là áp lực ha. Genshin Impact, một tựa game nhập vai thế giới mở với đồ họa đẹp mắt và một gameplay lôi cuốn đến từ Hoyoverse. Và trong phiên bản mới nhất 4.5 lần này có tên Lưỡi Dao Dệt Chấm Vóc sẽ chào đón chúng ta với rất nhiều sự kiện cũng như là những nhân vật mới hấp dẫn. Đầu tiên, hãy đến với nhân vật 5 sao Huệ Nham có tên là Chiori. Cô là một nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Inazuma, hiện tại đang là quản lý tiệm thời trang Chioriya tại Fontaine. Chiori sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại có nét hơi lạnh lùng. Và khi chiến đấu, Chiori còn có một kỹ năng nộ xịn sò, đó chính là cô sẽ rút ra hai thanh kiếm và tung một nhát cắt gây sát thương nham theo diện rộng dựa trên tấn công cũng như là phòng ngự của Chiori, cực kỳ bá đạo luôn. Tiếp theo cũng là một nhân vật 5 sao thuộc hệ nham có tên Arataki Ito.
Là một vị tướng mới của Genshin Impact có dòng máu quỷ tộc, anh là thủ lĩnh đời đầu của bang Arataki tại Hanamiza, được đánh giá là một người hào sảng, mãnh liệt như gió và sáng chói như sấm sét. Khi chiến đấu, Ito có kỹ năng nộ mang tên Quỷ Vương Giáng Lâm. Khi thi triển, Ito sẽ biến thành nộ một quỷ vương, trong thời gian ngắn sử dụng quỷ vương kim tói bổng để gây sát thương lên kẻ địch. Lúc này thì cứ gọi anh ta là bao khuynh ngầu luôn á. Ngoài ra, ở nửa sau phiên bản 4.5 còn có sự trở lại của hai nhân vật nổi đình nổi đám, đó chính là New Villet cũng như là Kazuha. Còn có một số sự kiện hấp dẫn khác ở phiên bản lần này, bao gồm sự kiện giả kim thuật thăng hoa, sự kiện thám hiểm pháo đài mèo. Đặc biệt, tính năng cầu nguyện mới, sự ký cầu nguyện cũng đã được thêm vào. Tại sự kiện này, các bạn có thể định chuẩn nhân vật 5 sao hoặc là vũ khí 5 sao mà bạn muốn để cầu nguyện. Đây chính là cơ hội lý tưởng để các bạn lấy nhân vật mà mình yêu thích đó nha. Và còn rất nhiều điều thú vị khác đang chờ đợi các bạn. Chần chờ gì nữa, tải ngay Genshin Impact về máy để cùng Lộc khám phá thế giới rộng lớn của Genshin Impact nhé. Link tải Lộc có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video nha. Sao cảm giác nó tới gần mình lắm rồi ta? Tại nãy giờ mình đi ngang không à các bạn ơi. Ở đây nó có một cái con thuyền đắm, thế nên là mình sẽ thử xuống đây lút coi coi có được cái gì giá trị hay không á. Cũng có chút khoáng sản nè. Còn gì khác không? Bản đồ kho báu chẳng hạn. Cũng có bản đồ kho báu nha. Ok, và đây là cái rương cuối cùng. Cho mình đồ ăn không à. Phía bên này là một cái tàn tích cổng địa ngục. Có xác suất là chúng ta lượm được táo vàng ăn chan đấy. Ê. No, nhưng mà không phải bữa nay rồi. Ây da, và cái bản đồ này coi coi. Nó cũng khá gần mình đó các bạn. Để mình đi tìm luôn đi. Biết đâu trong kho báu lại có thứ giá trị cho mình. Đi qua hướng này là đúng luôn nè. Nhưng mà kiểu hơi sợ nha, tại vì hình như mình đang đi lại gần cái con Wither Storm thì phải. Trời đất ơi, không biết cách bao nhiêu block mà mình nhìn thấy nó rõ lắm luôn á. Hay vui. Rồi, mình đã gần tới kho báu rồi, đi vô đất liền thôi các bạn. Không biết là gần đây có ngôi làng nào không ta? Nãy giờ đi là không gặp bất kỳ một ngôi làng nào luôn. Chắc tại mình báo làng nhiều quá nên bây giờ mình hết gặp được làng rồi các bạn. Làng nào cũng sợ mình hết á. Thiệt luôn, tôi không phải là báo thủ mà. Và cái kho báu này nó nằm tít trong đất liền luôn à. What the hell? Nằm sâu trong đất liền lắm luôn á. Nó đâu đó khoảng khoảng này nè các bạn. Mình sẽ lấy cây xẻng ra và chúng ta đào xung quanh đây coi thử ha. Ê, Ripper đi chỗ khác. Tôi thấy chứ không phải là không thấy đâu đó. Đừng canh me canh chua rồi nổ người ta. Mình sẽ dùng cái cách thông thường mình tìm ha, cho nó mau các bạn. Ở đây. Hình như là qua bên này một xíu thì phải. Ở đâu? Lùi lại một tí. Đây. Tới nè. Một cái áo Neptune gì nè. Wow. Áo mới các bạn ơi. Nice. Mình sẽ coi coi cái này nó cộng 6 giáp. Èo, không tốt lắm nhưng mà bây giờ áo Netherite mình đang hư nên là mình sẽ mặc đỡ đi ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ phóng tiếp cái Redstone Locator này để chúng ta đi tìm công trình. Ok, không bể. Mong là tới đó nó không bể luôn ha. Hình như mình đặt chân tới một ngôi làng rồi các bạn ơi. Chuẩn rồi. Lấy cái rìu ra. Mình sẽ chặt thêm một ít gỗ để mình có thể làm được cái bục để sách đó các bạn. Có gỗ rồi thì mình sẽ đổi ra những cái phiến giống như vậy. Nhiều xíu đi. Phần gỗ còn lại thì chúng ta sẽ làm kệ sách ha. Đây. Làm 3 kệ luôn đi cho nó cẩn thận. Rồi. Xong rồi chúng ta bấm công thức của cái bục để sách thôi. Hả? Vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu dạy nghề cho dân làng. Lẹ. Ví dụ á, mà mình đang dạy mà nghe tiếng con Wither Storm nó gần quá các bạn, là chạy liền nha. Bỏ của chạy lấy người liền. Đây là nhà của cái bác. Bác này làm đồ. Hai bác này làm đồ da các bạn. Thôi bác ơi, nghề này lỗi thời rồi, đừng làm nữa. Tôi dạy cho nghề mới nha. Nghề này là hot gen 2024 luôn á. Đóng cửa lại các bạn. Ok. Vậy cũng học cho bằng được nữa. Trời ơi các bác này. Ê cái tin. Đóng cửa lại luôn. Ok, bác đứng trong đây, bác học ngày này cho tôi. Đừng để tôi nóng. Nói chứ bác bán tôi sách sửa chữa đi, tôi thả bác liền. Uy tín luôn á. Tôi nói một là hai. Ủa lộn, tôi nói một là một à. Nói thả là nhốt thôi, nên bác yên tâm. Ui dồi. Con Wither Storm nó sắp tới rồi đó bác ơi.
Lẹ bác ơi, giờ bác không bán lẹ là tôi với bác đi luôn đó. Trời đất quỷ thần à, cái bé dân làng này đúng lâu bán sách sửa chữa luôn các bạn ơi. Chắc là mình có công chuyện với cái bác này quá. Ồ đây rồi. Trời đất ơi, cuối cùng, cuối cùng bác ấy cũng chịu bán rồi. Ờ, nhưng mà mình lại không có nhiều ngọc lục bảo lắm các bạn ơi. Ý, bác ấy có đổi giấy à? Ồ, mình đổi miếng, à đổi được con cục. Trời đất. Trước mắt là mình sẽ mua trước một quyển mending đi. À, xíu nữa tính sao ha. Đây, một quyển, giá là 30 ngọc lục bảo. Ai, căng rồi. Mình còn thiếu hai quyển nữa. Mình coi trong làng có dân làng nào mà đổi than không. Đổi than là mình sẽ đi đổi than với người ta ha. Kiếm vốn, Winter Storm sắp tới rồi. Một bác ý bác này đổi than nè. Yes, than đây 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 đây, đổi hết ra. Trời, ủa đâu rồi? Trời, bác ấy chạy. Nào 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 nào, đổi với tôi đi, đừng có ngủ, gấp lắm rồi. Đổi coi được bao nhiêu ha. Ây, chắc cũng không được bao nhiêu hết các bạn ơi. Được có 6 viên à. Mà gần đây chắc cũng có than chứ, trên núi mà. Mình tìm thử coi. Ok kìa kìa, mình sẽ đi khai thác mỗi than để mang về bán tiếp hả các bạn. Thức 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 bác ơi, thức bác ơi, lẹ lẹ lẹ. Ok, đập cái giường máy luôn. Hơi quậy xíu nhưng mà. Đây, đổi tiếp. Đổi sạch sành xanh với bác này. Nhiều nhất có thể luôn ha. 36 rồi, hết đổi than rồi. Bác này đổi sắt lấy ngọc lục bảo hả? Đổi luôn. Tầm này sắt giữ để làm gì? Đổi hết đi các bạn. Quan trọng là mình mua được nhiều sách mending nhất có thể. Ui, đổi kim cương. What? Chưa lớn vậy? Nhưng mà kim cương mình không có nhiều. 48 à. Ai, mình còn thiếu 12 viên nữa cơ. Coi coi bác này có lên cấp chưa. Ui, bác này đổi đồ kim cương. Wow. Ê, hên vậy. Trong làng vẫn còn thêm một bác kiểu như là làm giáp các bạn ơi. Ở dưới còn có Enderman kìa, mình mua lẻ coi. Hết luôn, 52 rồi. Ê, không đủ than, phải đi đào thêm than nữa. Nó sắp tới rồi, lẹ đi bác ơi, không có nhiều thời gian cho chúng ta đâu. Lên cấp đi, lên cấp đi, lên cấp đi. Ok, bây giờ tiếp tục đổi sắt nè. Rồi, ủng hộ bác hết mình luôn nha. Rồi bác chuẩn bị chạy đi, tôi đi mua sắt xong là tôi chuồn đó. Lẹ 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 lẹ. Các bác bán mending đâu? Bán tiếp bác ơi. Một quyển, hai quyển. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Cái đe, đặt cái đe xuống. À, mình sẽ cởi hết cái bộ giáp Netherite của mình và ép vô ha. Áo nè. Quần. Xong rồi, chúng ta đã có thể bắt đầu sửa lại bộ giáp này rồi các bạn ơi. Ý, nó tới rồi. Tạm biệt con làng, tôi đi trước đây. Chắc là không gặp lại được đâu. No. Enderman thì thôi khỏi săn đi các bạn. Tầm này chạy là cái điều quan trọng nhất ha. Nó tới gần lắm rồi, mình đã bắt đầu nghe cái tiếng động. Nó hút kiểu như mấy block vô rồi đó. Mình không chạy sớm là không kịp đâu. Trời 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 trời. Có con giang hồ biển nó chặn đường mình cơ. Ồ, được đó chứ. Ê, 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 gì đây, gì đây? Tôi đi lượm cái giò tiệm của tôi mà. Làm gì đây? Con giang hồ biển kia nó kiếm mối sao các bạn ơi? Hên cho ngươi là ta đang bận công chuyện đó. Chứ không thôi là xác định với mình. Ui. Ui. Nó che lại rồi. Ui, nhưng mà không được rồi các bạn ơi. Cái con, con Winter Storm nó tới gần quá. Hình như mình đã tới cái chỗ của con boss rồi á. Nó dưới lòng đất. Ôi không được rồi, không được rồi. Bỏ. Cái gì khó quá cho qua các bạn ơi. Nó xác đích như vậy thì sao mà dám quay lại mà đánh nhau với con boss được. Yêu. Mình mà đánh với con boss ở dưới chắc mình với nó đồng quy vô tận chung luôn á. Kiểu bị con Winter Storm nó hút vô rồi nó mần thịt hết á các bạn. Ây da, giờ chỉ còn nước là chúng ta chuồn thôi các bạn ơi. Hay thế nhờ. Phía bên kia có tòa tháp quá trời cao kìa các bạn. Ồ. Oh. Được á. Ơi nhưng mà cái hướng đi tìm của mình lại qua bên đây nè. Thôi, để mình qua bên đó mình khám phá tòa tháp sơ qua rồi chúng ta đi tiếp vậy. Tại giờ mình cũng đang dư khá là nhiều thời gian á. Oh. Vậy là chỗ này có boss. Mình mới đào thôi mình bị dính hưởng đào chậm liền kìa các bạn. Wow. Liệu rằng chỗ này là con gì đấy?
Ê, tò mò nha. Ui ui, mấy con sương. À, mình quên làm cái khiên nữa chứ. Ờ, đúng rồi, một xíu mình phải làm một cái khiên mới thôi. Mình đỡ để mình còn đỡ đòn mấy con sương này nữa. Ây da. Rồi, và công trình này thì mình sẽ trèo cầu thang lên là chính ha. Ồ, toàn là sương không kìa. Quá trời quá đất luôn. Trong rương của nó thì chỉ cho mình sắt là chủ yếu hả? Ê, 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 còn bắn nữa, con kia. Kỳ cục kẹo. Chơi mà bắn người ta lúc trèo cầu thang vậy đó. Và đây sẽ là cái tầng cao nhất rồi đó các bạn. Ui dạ, mình bị rớt xuống rồi. Ok, không sao. Có quạt ba tiêu mà, nhảy lên cái một thôi. Ok. Để xem. Ui, nữa rồi. Không sao. Xài chích lỏ. Ok. Ủa, không có boss các bạn ơi. Ồ, nhưng mà nó lại cho mình một cái Echo Shack nha. Một cái cung mới nữa nè. Nice. Khá là nhiều sắt. Và bên này à, hết rồi. Vậy là trong này chủ yếu là để mình tìm Echo Shack thôi ha. Ok, cung băng thì mình có thể giữ được á, để thay thế cho cây cung hiện tại của mình ha. Bắn ra mũi tên băng luôn. Rồi, giờ thì hết hiệu ứng đầu chậm rồi cơ. Chắc là chúng ta đi ra được rồi đó. Cái gì? Ui, nó ve lại ơi. Ồ, vậy là cái chỗ công trình nó gần đây luôn các bạn ơi. Ở đâu ta? Ơ kìa, mất tiêu rồi. Ui không. À đây đây đây, nó trồi lên đây. À, chỗ này có chỗ hơi lắc nè các bạn. Để mình nhìn xuyên lòng đất coi. À, có thấy gì dưới không ta? Ờ, có vẻ là không nhìn được rồi. Thôi, để mình đào xuống thử đi ha. Coi như thế nào. Ồ, tới rồi các bạn ơi. Đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ đánh nhau với boss nè. Ê vô. Căng nha, căng nha. Mình không có táo vàng. Oh my god. Hơi gung đó. Có sắt thì mình lấy sắt trước đi các bạn. Được mớ. Trong. Úi, đầu xương đen. Ngon. Thêm một cái đầu xương đen để dành luôn. Ui, ghê chưa? Cái này giống như là một cái nhà máy gì đó các bạn ơi. Ờ, thiết kế gan nhà máy luôn. What? Hình như con đó chính là cái con giữ trái tim Redstone đấy các bạn à. Trong này còn giấu gì không? Có vẻ là không. Ê, căng nha, căng nha. Thôi làm liều thôi các bạn. Biết sao giờ? Con này mình cũng chưa có kinh nghiệm đánh nó nữa. Nhưng có vẻ bây giờ nó đang chưa được kích hoạt thì phải. Mình thấy nó đứng yên mà. Trong này có cái cục gì nè các bạn ơi. Ô, mình không đập được. Hello. Ui, nó không đánh mình. Ồ, có vẻ con này nó chưa được kích hoạt. Và hồi nãy mình dư một cái sao nether. Có lẽ nào mình sẽ dùng ngôi sao để kích hoạt nó lên. Ê, ăn vô cái. Thử nhá. Ui. Ui thì coi. Ấy da. Ấy ấy. Ê, nó kêu mình làm gì vậy? Nhấn vào mấy cái nút. Ồ. Mình sẽ nhấn vào mấy cái nút để làm choáng cái con này. Áo. Ui, no, 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 no. Ôi, trời ơi, nó chuẩn kìa. Ui, con này mạnh, con này mạnh. Nó bắn chéo chéo luôn kìa các bạn ơi. Bắn nó. À, mình vẫn có thể dùng cung để bắn nó được. Ui, nó bắn ghê vậy. Ui, phát nổ nữa. No, 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 no. Mình chạy liên tục luôn á. Uống thuốc vô, uống thuốc vô. Rồi, chạy nhanh lên. Ê, nó chuẩn, nó chuẩn. Ui, cái chùm tia. Ao, ao, ao. Ui, tia laser mạnh vậy. Ui, ui, ui. Tí nữa thì ngõm rồi. Wow. Ui, kìa, 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 kìa. Ghê thiệt. Ôi. Phải chấp lá cà lẹ thôi. Chạy hoài không phải là cách các bạn ơi. Ấy, ấy, bắn nhanh quá. Ui, còn dính độc Wither nữa. Trời đất. Con này mạnh ác. Yêu. Công nhận không có táo vàng á, đánh mấy con boss này cực ghê luôn á. Nó kêu mình nhấn vô mấy cái nút này nè các bạn, nhưng mà mình nhấn vô thì không được.
Cay thiệt chứ. Nè mình nhấn có được đâu. Bịp rồi. Ouch. Không làm choáng nó được thì sao mà chơi. Trời đất ơi. Nó cứ dí mình hoài. Ấy. Ủa nhấn được chưa vậy? Hay là mình phải nhử cho nó bắn vô cái cục này ta? Phải thử lại thôi các bạn. Ê. Ui. Ui sao nó bị đơ kìa? What? Ui. Ồ, mình có thể tận dụng cục này để né mấy cái đòn bắn của nó được á. Mình thấy cũng hợp lý ấy. Ê. Cục này không được rồi, đổ qua cục này đi. Trời, có chừng nha. Nó chiếu chùm tia là mệt đó. Ây da, không được rồi, phải chạy đi hồi máu cái bạn ơi. Nó bắn đầu que. Ây. Ừ đúng rồi, bắn vô đây đi cú. Ê, nó bị choáng hay sao cơ? Ê, coi chừng. Ê, nó bắn. Ôi. Bắn gì ghê vậy? What the hell? Cơ. Ow. Đó là những cái quả tiễn các bạn ơi. À. Ui xui. Nè. Ôi, nó chiếu chùm tia, Ừ. Cái này nó đỡ cho mình. Ây da, tranh thủ đánh nó vài cái đó. Rồi chạy tiếp. Ui đánh con này căng cực kỳ luôn á. Kiểu nó bay nhanh quá. Và nó tấn công liên tục ấy. Không có khoảng nghỉ cho mình luôn. Ê, nó chuẩn bị làm gì cơ? Hình như nó chuẩn bị làm gì các bạn ơi. Ui nó bắn qua tỉ. Ui. Chạy. Không có nhiều thời gian. Nó dí nữa rồi. Ok. Ấy. Cây thế. Dí hoài. Ow. Ừ, đứng đây núp xíu. Ok. Bản đồ. Sao mình đánh nó không được nhờ, cây thế. Ê, chặt nó. Ui. Để nó chuẩn liên tục là mệt á. Ui. Ê, hình như mình có thể dùng chích lõ để mình đánh nó được các bạn ơi. Nè, mình đứng ở dưới cái cục này nè. Mình đánh nó, ui, nó phát nổ kìa. Ê, nhưng mà không đánh được nhiều lắm. Đánh được vài cái thôi. Ok, đổi cục. Ui, nó chuẩn bị làm gì á? Đừng làm sằng làm bậy nha. Ui da, trời nó bắn lọt khe được kìa. Hay vậy, con này. Ui, nó chiếu chùm laser các bạn ơi. Ok. Sao mình không nhấn được vô mấy cái nút này để làm choáng nó nè, cay ghê á. Hay làm choáng nó được thì mới dễ dồn đam nó được. Ice. Ok, qua đây núp cái đi các bạn. Ui, có kim cương nữa kìa. Nhìn mà ghiền. Thôi, tôi trở lại rồi nè. Đừng ra đó phá kim cương nha. Thánh thần ơi, con này nó quậy. Ghê thiệt chứ. Ok. Tiếp tục. Vô thế các bạn. Hả? Cái cục này nó khá là cứng luôn, nên là mình có thể núp ở phía sau để mình đỡ đòn được á. Ê, con này nó cũng thông minh lắm. Nó biết đổi góc để nó đánh mình nè. Không sao. Đổi góc thì mình tìm cách khác mình đánh đó. Hả? Yếu phải dùng thế các bạn ơi. Ok. Cũng được nè. Let's go. Ê, nó chuẩn bị làm gì vậy? Ui, nó bắn tùm lum. Nó tức rồi. Nó đang cây cứu mình đó các bạn. Ây da. Không sao. Mình phải lì mới được. Cố thủ ở cái góc lầy lội này thôi. Ê, nó chiếu tùm chia. Chùm tia. Ok. Sạc đi. Mình sẽ ấn vô cái nút này để làm choáng nó. Được chưa? Có choáng được đâu ta? Ủa kỳ vậy? Ừ. Khá là lạ ha. Ui, nó đổi ra phía sau rồi. Ây. Mất góc rồi. Ok, chạy lại góc cũ. Ok. Vô góc tiếp các bạn ơi. Ây, cái góc thần thánh. Ui, nó bắn bể cái góc thần thánh mình rồi. No. Ow. Không sao. Còn một chút thì mình sẽ bấu víu vô đây. Mình chiến đấu với nó cũng được. Ui, nó bay trên đầu mình. Ây vui. Khó chịu thiệt đó chứ. Con này. Này thì bye hả? Cố lên các bạn. Nó còn 1/3 cái máu thôi. Quay. Căng rồi các bạn ơi. Wither Storm cũng đã sắp tới đây rồi. Ấy. Trời đất, con này mình đánh chưa xong mà.
Thiệt cái tên luôn á. Ấy. Trời đất. Kìa kìa, hình như Witherstorm đang bắn xuống đây cùng với cái con này. Ê. Trời. Sao không hạ nó giùm mình luôn đi. Thiệt cái tên. Nó bắn là gì, mình đang chạy đi kiếm góc hồi máu cái các bạn ơi. Ây da. Cay thật. Con kia. Con này. Trời mà dí người ta vậy đó. Dí hoài dí quỷ. Ok, chạy tiếp. Mình phải kết thúc trận đấu này lẹ thôi các bạn ơi, trước khi quá trễ. Ở đây, con kia. Ây. Ow. Ây. Hình như nó đang bật chế độ cuồng nổ sao vậy? Ừ đúng rồi các bạn ơi, nó bật chế độ cuồng nổ rồi. Nhưng mà không sao. Ây. Mình đang đánh nó liên tục. Ui ui. Sắp rồi. Cố lên. Một xíu nữa. Ây. Ui ui. Một xíu nữa thôi. Chúng ta có thể làm được. Ây. Né chùm tia trước. Cố lên. Một chấm máu nữa thôi. Ây. Yes. Let's go. Ui nó đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Và nó chuẩn bị phát nổ. Ồ. Đây rồi. Trái tim Redstone. Cũng như là một cái vũ khí gì nè. Ồ con này nó rơi ra vũ khí đặc biệt. Nhưng mà vấn đề tiếp theo đó chính là Witherstorm các bạn ơi. Nó đã mò tới đây và nó đang ở trên đầu mình. Ồ chỗ này sắp không đủ an toàn rồi. Ây da. Trời ơi thạch nhũ gất vô đầu. Mình sẽ đi đào một ít cái quặng kim cương ở đây. Hên nó không có bị bể. Lấy 5 viên. Trời ơi hồi nãy ơn bển là xác định rồi. Hả? Lại thêm đàn em của Witherstorm nữa. No, tôi không có nhu cầu đâu. Chắc lần này mình sẽ không đánh đó các bạn à. Mình sẽ chủ động chạy đi ha. Ủa dưới này nhiều kim cương vậy. Ồ đúng nhiều kim cương luôn á các bạn ơi. Thôi được, lẫn trốn dưới này sẵn đào kim cương luôn. Ngon ấy chứ. Trên này còn một chỗ nữa nè. Nãy mình mới thấy. Bỏ là không được á. Đâu rồi ta, kìa. Kiếm thêm mới được. Ví dụ mà trong cái khu vực hang này mà còn mấy chỗ khác là mình cũng sẽ đi thêm á. Ui, Witherstorm bắn vô đây. Oh no. Không đứng yên được rồi. Ôi vậy là mình mất cái chỗ kim cương kia rồi. Đó, mình mà đứng bên đó là xác định rồi. Ây da. Không biết là cái khu vực này nó còn cái chỗ nào giấu đồ không á. Mình sẽ nghĩ qua thử. Ví dụ còn thì mình sẽ tranh thủ mình lướt luôn. Nhưng mà có vẻ là không rồi đó các bạn. Thôi, nó đã quá đủ nguy hiểm rồi. Mình nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây á. Ây nhưng mà rời khỏi đây có được hay không mới là một chuyện nè. Kìa, nó đang đi càng quét kìa các bạn. Trời, nó chiếu tới đây. Ui sao bữa nay nhìn nó to hơn hôm qua vậy ta. Ui có điểm các bạn ơi. Xác định phương hướng chạy thôi. Let's go. Trước khi quá trễ. Ây. Ngọc Ender. No. Con kia. Ây. Ok. Mình đã chuồn qua đây được rồi. Ouch. Nó lại hút mình được rồi. À. Cay thế. Ui nó quyết không tha cho mình các bạn ơi. Ê cái vũ khí mới, mình test vũ khí mới thử. Ây. Bắn quá tỉ vô mặt nó. Ui. Trời. Bắn quá tiện tiếp. Thả ta ra. Cái con kia. Yes. Uầy. Công nhận có cái đồ bắn rocket nó tiện thiệt các bạn nhờ. Ờ, nhờ nó mà mình mới tẩu thoát được. Ui, coi chừng. Nốt được nữa là mệt ấy. Không có nhiều may mắn cho mình đâu. Ui dồi ôi. Kinh thiệt. Bắn nó một cái trước khi đi các bạn. Ây da. Nhưng mà bắn hồi như không tới thì phải, nó hơi xa á. Ê, coi chừng nó quét chúng. Bắn lại. Hey. Đó. Ui nhưng mà hơi xa quá. À, cái này nó có hai chế độ bắn các bạn. Chế độ này là bắn xa nè. Bắn thẳng vô nó.
Ê, chắc là nó ăn được rồi đó. Chạy thôi các bạn ơi. Ồ mày chuối, ồ mày chuối. Mình phải đi thiệt là xa rồi sau đó chúng ta sẽ bàn tới cái nhiệm vụ tiếp theo ha. Chứ ở đây thì hơi nguy hiểm. Ồ. Bây giờ á, ở cái phần tiến trình nó đã mở ra cho mình cái trận chiến cuối cùng nè. Để mình đọc sơ qua coi nó chỉ mình cái gì ha. Tuy rằng bây giờ mình đã có được cái trái tim Redstone, thế nhưng mình vẫn còn thiếu một thứ cũng quan trọng không kém các bạn ơi. Đó chính là cái này nè, cái quyển sách Command Log. Cái này thì hình như mình phải đánh đàn em của Witherstorm thêm một lần nữa thì chúng ta mới lụm được á. Yêu. Nhưng mà bây giờ mình cảm giác mình đang khá là yếu luôn, bởi vì mình rất là ít cái đồ búp ha. Cho nên thì mình đang tính là chúng ta sẽ dành ra từ 1 đến 2 ngày để đi tìm những cái món đồ búp để giúp mình tăng sức mạnh trong những trận chiến hơn. Lúc đó mình sẽ dễ dàng trong cái việc đánh đàn em Witherstorm và xa hơn là đánh bại con Witherstorm ha. Ok, kế hoạch là như vậy, còn giờ thì để mình tẩu thoát cái đó. Bây giờ nó quá là ghê rồi các bạn ơi. Hèn đất ơi, kìa kìa. Sợ thật sự. Và bước đầu tiên trong hành trình trở nên mạnh hơn của mình thì chắc mình sẽ trở lại cái thế giới Twilight Forest các bạn ơi. Ok, hình như gì là đúng rồi đó. Đập 4 ô ở chính giữa. Để cố gắng trở nên mạnh hơn thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng cái bước đó chính là trở lại Twilight Forest để chúng ta đánh boss và kiếm thêm mấy cái vật phẩm mà nó tăng sức mạnh cho mình ha. Ok, kích hoạt nó lên thì bây giờ mình đã có dư khá là nhiều Echo Shack rồi. Dục một cái vô. Dục lại cái. Đó, thành công rồi nè. Yeah, và đi thôi các bạn. Trước khi con Witherstorm nó dí theo ha. Để xem. Oh. Nó không bay qua đây được các bạn ơi, sao mà đỡ được. Let's go. Và mình sẽ... Ủa? À đúng rồi, quên. Bây giờ mình qua đây á các bạn, muốn trở về là mình lại tốn thêm một cái Echo Shack nữa. Nhưng mà không sao, cái đó thì mình còn nhiều lắm. Giờ thì mình sẽ tìm từng con boss. Và chắc con mà mình nghĩ bây giờ mình có thể đánh bại được. Ủa, nó kế bên mình luôn nè. Đây là con Yeti các bạn ơi. Con này chắc là mình đánh được á. Ok, thử nào. Let's go. Xuất hiện đi, Yeti. Này này, nó xuất hiện rồi nè các bạn. Đây là Alpha Yeti ha. Mình sẽ dùng rocket từ cái con boss hồi nãy mình đánh để mình bắn nó. Nó bắn mình kìa. À, con này. Bắn ta hả? Ta cũng bắn ngươi nè. Lấy cung bắn thêm các bạn ơi. Nói chung thì nên tấn công tầm xa thay vì là cận chiến. Cái pha lê băng này đụng đau nha. Hình như con này nó được nâng cấp rồi. Mình cảm giác nó có nhiều kỹ năng hơn á. Nhiều kỹ năng thì sao? Bị bắn lâu thì cũng ngẫm thôi. Ôi nó khóc nhẹ kìa các bạn. Trời ơi, Yeti đầu đàn mà lại khóc nhẹ. À khóc nhẹ hả? Bắn nó tiếp. Cái cung băng này có vẻ mạnh phết đấy. Kệ mấy cái pha lê băng kia đi, mình cứ tập trung bắn nó thôi các bạn. Nè rất là nhanh thôi. Mình đã sắp hạ gục được nó rồi. Cố lên. Nhìn nó cũng tội nghiệp á các bạn. Nhưng mà thôi cũng kệ. Yes, headshot rồi. Và nó rơi ra kinh nghiệm cũng như là một cái thùng. Trong này có cái trophy của nó nè, cũng như là rất là nhiều thứ khác. Ê. Mình thấy hình như có một cái vũ khí thì phải, hay là một cái vật phẩm để búp gì đó. Và nó có tên là gãy băng. Cái này có thể dùng để tấn công được luôn nha. Mình sẽ bắn ra bơm băng các bạn ơi. Wow. Ủa, nhưng mà sao mình nghe tiếng con Witherstorm nó gầm gừ lên vậy? Ê, đừng nói là nó sắp mò qua đây nữa nghe. Ui, sao giống lắm á các bạn ơi. Ê, gung á. Đi tìm boss tiếp theo lẹ các bạn ơi. Mình nghĩ cái con tiếp theo mà mình đánh nhanh được á, đó chính là con Naga. Cái con rắn đó thì bây giờ chắc là mình làm vài đường quyền là nó thành cái món gắn hầm cho mình luôn à. Nên các bạn cứ yên tâm, đợi mình xíu mình đi tìm lại. Bên đây thì nó không có hiếm đâu. Đây luôn, kế bên luôn. Tuyệt vời chứ. Bay vô các bạn. Không tới. Rồi. Ui, nó xuất hiện luôn kìa. À, con này. Từ để cho nó nếm mùi lợi hại của bơm băng mình mới lượm coi. Qua đây. Ăn bơm băng đi. Một cái bơm băng này có vẻ là không xịn lắm các bạn ơi. Để đó coi.
Bắn á. Ui ui, nó nhảy kìa. À, hay là phải bắn vô cái đầu của nó ta. Ồ ồ, rocket của mình vậy mà bắn nó không xi nhê lắm nè. Ui nhưng mà nó trúng độc Wither thì lại thốn kìa. Rocket của mình có thể gây sát thương độc Wither nha. Kìa nó trúng độc kìa. Ấy da. Bắn vô đầu nó. Ui chạy 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 chạy. Vô khoảng cách thôi. Giờ giống như là mình là thợ săn rắn gì đó. Ui da, bắn không trúng à. Ê ê, nó nhìn mình. Ui nó nổi điên lên rồi các bạn ơi. À nổi điên hả? Chặt vô người nó liền. Ê con này nó cũng hay nổi điên lắm nha. Cẩn thận các bạn ơi. Nổi điên hả? Bắn vô đầu nó. Cái đầu là cái phần yếu nhất của nó các bạn. Mình mà tấn công vô đó được thì mình sẽ gây được rất là nhiều sát thương luôn. Ui nó luồn lách kìa. Lại đây. Khô máu người luôn. Ê. Chạy hả? Con kia. Ê. Chạy đâu? Ui ui ui, nó chạy. Này thì chạy. Này thì bò. Ui da, nó quắn mình đau phết á. Ê, nó nổi điên. Nổi điên hả? Bắn vô mông nó. Này thì nổi điên nè. Thốn chưa? Ui ui, cái gì kìa. Ui nó nhân bản thành hai con Naga rồi. Wow. Skill mới các bạn ơi. Hai con thì càng tốt. Mình sẽ có hai con gắn hầm luôn. Ui. Tối nay là có món gắn hầm rồi các bạn ơi. Lại đây. Chạy chạy hả? Chạy. Chủ động dí theo. Ui da, nó quấn mình. Này thì chạy. Chạy nè. Ui, mình cũng đang yếu máu lại dần nha. Bắn nó tiếp. Rồi rồi, ăn vô để hồi máu các bạn ơi. Cái bơm băng này mình dùng không quen các bạn. Ờ, nó là khá là khó để gây đam luôn á. Ui. Ui, Wither Storm nó qua rồi. Ui, tránh lẹ các bạn ơi. Trời ơi, cái con báo thủ to xác kia nó đã qua đây rồi. Trời đất. Tại vì còn bị hai con này nó đang cà khịa mình nữa. Ui, giống như không kịp vậy đó. Trời đất ơi. Thánh thần ơi, con Naga bị nó chữa một phát văng lên trời luôn. Lẹ. Ok, mình đã hạ được một con Naga rồi. Còn một con nữa thôi các bạn. Ê, ê, sao nó chuẩn dữ vậy? No. Con Naga kia đâu rồi? Ui da. Có nên bỏ không các bạn? Tại con này nó gần bị hạ rồi. Thôi, tới nước này mình nghĩ là mình nên bỏ cổ chạy lên người các bạn ơi. Đấy, mình sẽ tìm một cái con Naga khác để mình đánh ha. Chứ ở đây là không tốt đâu. Mình nghĩ là chúng ta sẽ bị nó hút và nó ăn thịt cho mình xem ấy. Ừ, tốt nhất là nên nên chuồn thôi. Yêu. Qua đây thôi mà cũng không yên với nó nữa. Đó, đi nhanh xíu là xác định rồi. Ok, chạy. Cuối cùng cũng tới một chỗ Naga khác rồi các bạn. Đấy, giờ thì chúng ta có thể an tâm đánh con Naga này, mình nghĩ là sẽ kịp á. Chứ hồi nãy thì chắc là hơi khó để mà kịp. Ok, chúng ta vẫn sẽ nhắm vào cái phần đầu của nó mà bắn ha. Đấy, như vậy là gây được nhiều đam nhất. Không biết là lần này nó có tiếp tục nhân bản giống như lần nãy hay không á. Tại vì cái con đầu tiên mình hạ nó không có rơi ra đồ các bạn ơi, nó chỉ rơi ra kinh nghiệm thôi. Nên bây giờ mình sẽ thử hạ hai con coi coi nó có rơi ra món đồ gì hay không á. Đây, con đầu tiên sắp bị hạ rồi nè. Ui, nó cục ngủm rồi. Này thì cục ngủm hả? Đó. Nó rơi ra kinh nghiệm thôi các bạn. Xong nó bắt đầu chạy. Ủa, con thứ hai đó. Ủa? Ủa, lần này nó cho mình cái rương luôn rồi. Ủa, sao mà rương trống? What the hell? Hả? Hay là phải hạ luôn cái con này nó mới ra cái món đồ ta? À, dám lắm á. Đứng lại cho ta. Con kia. Ê, một cái nữa. À, chạy đi đâu? Ăn rocket đi. Chạy đi đâu? Ui, nó chưa ngủm nữa hả? Trời, con này. Sống dài. Định sống dài thành huyền thoại hả? Rồi. Và để coi bây giờ có phải là nó mới có đồ bên trong cái rương hay không nha. Ồ, thật sự là như vậy. Nó cho mình cái Invisibility Gem các bạn ơi. À, một cái viên đá khá là xịn sò. Ồ, nó có thể giúp mình sửa lại cái cây gậy tạo khiên nè. Wow, hoặc là nâng cấp cái nón của mình lên. Woo, let's go. Được ấy. Đó. Chúng ta đang dần kiểu như là có những món đồ nó xịn sò hơn rồi. Ý, nhưng mà cái điều
khó nhất bây giờ là con Winter Storm nó đã dí qua đây các bạn ơi. Vậy là hành trình sắp tới mình đi cày đồ bên đây nó cũng sẽ vất vả không kém đây. Con đó nó cứ theo đuổi mình hoài. Ừ cũng đúng, tại lúc đầu mình triệu hồi nó mà. Nhưng mà nói chung hôm nay cũng rất là thành công rồi, vì chúng ta đã sửa lại được cái bộ giáp Netherite, cũng như là đánh bại được hai con boss. Một cái con thì giống như Wither nhưng mà phiên bản máy móc, và con thứ hai là con Naga ha. Và sắp tới thì chúng ta sẽ tìm thêm những món đồ nó tốt hơn để giúp chúng ta tăng tiến sức mạnh nhiều hơn nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox cũng như là Blockroot và Game Pass á, thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video ấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.